nên phải che giấu. Đó cũng là một cái rào cản rất lớn và một thực tế vẫn diễn ra hàng ngày. Và thưa quý vị, khi mà một người vì một lý do nào đó mà trở thành người khuyết tật, chẳng hạn như là một trong nhiều lý do như là bị bẩm sinh hoặc là do tai nạn, di chứng vân vân, thì khi mà trở thành người khuyết tật thì cái cú sốc họ mang thì không phải là nhỏ. Và họ phải có một cái quá trình, một cái diễn biến tâm lý cả một cái thời gian dài, một cái cú sốc khủng hoảng rất là lớn. Và cái cú sốc này thì nó không chỉ với bản thân họ và với những người thân, gia đình của họ nữa. Và muốn cân bằng lại, cái quá trình tâm lý muốn cân bằng lại thì phải có một cái thời gian. Và trong thời gian này thì cái điều quan trọng nhất là cái sự nâng đỡ, cái hiểu biết đúng đắn của người thân, gia đình. Mà muốn hiểu biết đúng đắn thì cũng đó cũng là những cái tác động của xã hội đến với cái suy nghĩ, đến với cái quan điểm của người thân. Và khi mà họ đã có những cái hiểu biết đúng đắn và đã nhìn ra được những cái khả năng, tức là nhìn ra được là mặc dù con em mình có thể là bị khiếm khuyết một phần nào đó, nhưng mà con em mình vẫn còn có những cái khả năng khác. Và thực tế thì các bạn, các anh chị đã thấy rằng có những tài năng, có những khả năng đặc biệt mà có những người khuyết tật có mà người không khuyết tật không có. À dạ đúng vậy ạ, nhưng mà điều những điều chị nói thì không dễ thực hiện đâu ạ. Có thể nói rõ thêm được không ạ? Trước tiên thì chúng ta thấy rằng có một số cái quan điểm sai lầm về gọi là mê tín dị đoan ạ. Đó là có con khuyết tật là do mình kém phước đức hoặc là do kiếp trước đã ác ạ. Rồi tiếp theo là những cái nhìn của nhiều người trong xã hội khi nhìn người khuyết tật chỉ nhìn thấy khiếm khuyết về thể chất của họ nên càng đẩy họ vào sự cô lập. Chưa kể là với lòng nhân ái, mọi người thương người khuyết tật và đôi lúc trở thành là thương hại. Vâng, như vậy thì rõ ràng sự tự ti, mặc cảm của một người khuyết tật thì không chỉ xuất phát từ bản thân người khuyết tật không, mà đó là tác động rất lớn từ xã hội, từ cái nhìn của xã hội. Và đó cũng là một trong những lý do mà khi người khuyết tật nói đến chữ dám yêu. Chữ dám yêu khi chúng ta viết thì nó ở gần nhau lắm, nhưng trong thực tế đối với người khuyết tật thì cái khoảng cách từ chữ dám và chữ yêu nó là một cái thách thức, một cái khoảng cách rất là lớn. Và như lời tâm sự của một chị tên là Hoa Hướng Dương, tôi xin phép được đọc đoạn thơ của chị Hoa Hướng Dương. Có nhiều khi muốn tâm sự nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào. Tự hỏi mình nếu nói ra thì liệu người nghe có hiểu hay không, hay chỉ đáp lại bằng những câu an ủi: thôi yêu thì cứ yêu đi, có gì đâu mà sợ. Đối với người khuyết tật, yêu là cả quá trình đấu tranh. Đấu tranh với chính bản thân mình, đấu tranh với gia đình, với người xung quanh. Và chính đối tượng của mình cũng có những khi phải đấu tranh với chính bản thân người ấy. Còn nhiều cái khó, cái khổ lắm lắm. Mình mong muốn gửi người tôi yêu sẽ nói ra được phần nào đó những ưu tư trong lòng người khuyết tật, để mọi người có thể nhìn nhận người khuyết tật cũng có quyền yêu và được yêu. Vậy thì theo anh, xã hội có thể có cách nào mà có thể giúp được? Như chúng ta vừa thấy là đã nói về cái nguyên nhân là từ tác động xã hội. Vậy thì xã hội cần phải làm gì để cho giúp cho người khuyết tật là bớt đi cái mặc cảm tự ti? Thưa quý vị, là chúng ta có rất là nhiều cái cách, cái giải pháp để giúp cho người khuyết tật vượt qua được mặc cảm tự ti. Tuy nhiên, vấn đề đầu tiên vẫn là nhận thức. Chúng ta phải thay đổi một số nhận thức. Khi nhìn vào người khuyết tật thì hãy nhìn vào họ như một con người, chứ đừng nhìn vào khiếm khuyết của họ. Và chúng ta hãy xem khuyết tật, khiếm khuyết là một sự đa dạng của cuộc sống. Và đặc biệt xã hội nên tạo điều kiện cho người khuyết tật được tham gia vào các hoạt động, ví dụ như hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động đi học, tham gia sinh hoạt vào các câu lạc bộ, và đặc biệt là đi làm, để giúp cho người khuyết tật ngày càng tự tin hơn. Với những cái giải pháp như anh nói là người khuyết tật phải hòa nhập, phải tự mình dấn thân, tự mình cùng tham gia hoạt động xã hội. Trong đó thì cũng với cái điều kiện là xã hội cũng tạo những cái cơ hội, phải không ạ?
Và nếu mà được tâm sự với những bạn ấy thì anh Cửa có thể nói thêm được điều gì nữa không ạ? Dạ, chỉ đổi ngược lại điều ở trên thôi ạ. Ở trên là xã hội sẽ tạo điều kiện để cho người khuyết tật được tham gia. Tại vì chính bản thân tôi, sở dĩ tôi đứng ở đây cũng trải qua một quá trình rất là dài. Tôi được tham gia, tôi được đi làm thì tôi mới tự tin được. Và đối với người khuyết tật thì khi xã hội đã tạo được cơ hội cho mình tham gia thì mình phải tận dụng được tất cả những cơ hội để mình tham gia, mình đi ra khỏi nhà của mình. Chứ không thể nào, tôi khuyên các bạn, các anh chị ở đây là hãy tự tin lên, là các anh chị có thể tự tin được. Và cái sự tự tin đó là cả một quá trình và thể hiện bằng sự tham gia. Vâng, đúng vậy. Và các bạn hãy thoát ra khỏi vỏ ốc của mình, thoát ra cái không gian bé nhỏ của mình để hòa nhập với mọi người. Nếu không thì khi tình yêu đến thì người khuyết tật không chỉ là có những cái cảm xúc yêu thương thăng hoa như là những người khác, mà bên cạnh những cái cảm xúc yêu thương, những cái cảm giác của tình yêu đó thì nó lại có những cái nỗi lo rất là lớn, như vừa rồi chúng ta đã được cùng trải nghiệm qua những lá thư của các bạn. Cái nỗi lo đó thì không những là chỉ lo cho bản thân mình mà còn lo là làm khổ người khác, rồi lo người khác có chịu khổ với mình hay không đó. Và như vậy thì cái lo âu đó nó rất lớn và nó cứ đeo đuổi, nó làm ngăn chặn, đó là những cái bức tường mà ngăn chặn đi những cái cảm xúc tình thương, tình yêu của mình. Chúng tôi xin được chia sẻ thư của một bạn gái đã viết: ngày anh ra trường cũng đến, anh mời em đi uống cà phê, sau đó mình ngồi dưới một vỉa hè. Trong trường mình ngồi chỗ nào cũng đẹp, phải không anh? Trăng vừa đủ sáng, bầu trời đầy sao. Anh cầm tay em và hỏi: em thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Là em đó. Anh là vì sao bên cạnh em nhé? Khi đó trong lòng của em vui biết giường nào, anh có biết không? Nhưng em lại im lặng. Rồi anh lại nói: em có chịu khổ cùng anh không? Em trả lời anh một câu mà như nói với chính mình, không nghĩ gì đến cảm xúc của anh. Em chịu khổ nhiều rồi, giờ em không muốn mình khổ thêm nữa đâu anh. Không quay lại nhìn anh, em bước đi vội vàng về phòng mình. Em đã khóc và không để anh nhìn thấy. Khi đó em đã lo lắng rằng mình không có đôi chân như người khác thì sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh. Tiếp theo xin quý vị đến với một tâm sự nữa. Bạn Nguyễn Hà có kể một kỷ niệm rất dễ thương. Ngày ấy tôi vốn là một cô bé lặng lẽ, ít nói và tỏ ra khó gần. Vào một buổi trưa trời mưa tầm tã, khi tôi đang khập khiễng trên đường đến lớp, bỗng một chiếc xe đạp tấp sát vào tôi. Thì ra là anh hàng xóm. Anh đề nghị chở tôi đến trường kẻo ướt. Tôi tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng anh vẫn chân thành tha thiết muốn chở. Cứ như thế, mỗi lần trời mưa là anh xuất hiện và đưa tôi đến lớp. Dù lòng đã dặn lòng suốt đời không để ý đến người đàn ông nào, nhưng biết sao được, tôi vẫn là người con gái mong manh, yếu đuối và có trái tim nhạy cảm. Anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng, ấm áp, dù chung quanh có bao người nhìn ngó xì xầm. Một lần anh và tôi đi chơi về gặp trời mưa lớn, chúng tôi trú mưa và nói rất nhiều về tương lai. Tôi cũng thầm xây nhiều mộng mơ.